đây là mũi của mình, làm xong em thấy độ cao rất là, như đây này em sờ bên ngoài em đã thấy này, đấy là cái sụn của mình ấy, thì hiện tại là nó đang chưa được ăn sụn vào trong so với con mũi, nên là em về ấy, thì em vẫn hạn chế nằm nghiêng như chị nhá. Em nhìn thấy mũi mình thay đổi không? Quá, em cảm giác bản thân mình đã thay đổi cái gì nhá? Thay đổi một số mũi rồi. Chúc mừng em nhé, chuẩn bị tháo nẹp mũi ra đây này. Cố gắng lên, chào chào. Trộm vía nha, bạn này vừa mới làm được 7 ngày, vừa mới bóc nẹp xong mà chị nhìn không hề bị sưng nhiều, không hề bị tím luôn. Chỉ đây là chỉ hơi nề nề thôi em nhá. Rồi, quá đẹp luôn.